Chào các cô gái của Phương. Ngày Valentine và cũng như những ngày Tết cũng đã đến gần với chúng ta rồi. Nên là hôm nay Phương sẽ chia sẻ cho các bạn một kiểu make up có thể đi chơi cùng với người yêu vào ngày Valentine, và đồng thời nữa là cũng có thể áp dụng được cho cả những ngày Tết. Với kiểu make up này, Phương tin là các cô gái chúng ta ai cũng có thể làm được, vì nó cực kỳ là đơn giản đến không ngờ. Ai không tin thì hãy xem đến hết video này để biết nhé. Bước lót thì Phương sẽ dùng primer của Hourglass để bước nền của mình sẽ lên được mướt hơn. Kem nền hôm nay Phương sẽ kết hợp hai loại với nhau, đó là em Fenty Beauty và Couture, để cho ra màu kem nền hợp với da của Phương. Với sự kết hợp này thì nó sẽ giữ được lớp nền của mình lâu, kiềm dầu tốt và cũng như là rất tự nhiên nữa. Sau khi đánh nền xong thì mình sẽ dặm lại một lần nữa với mút. Kế tiếp là kem che khuyết điểm, vẫn là em đời xem số 1. Còn những khuyết điểm đáng ghét trên mặt thì mình sẽ dùng em Makeup Forever. Trước khi phủ phấn thì mình sẽ đánh luôn kem má. Hôm nay Phương dùng kem má với em NARS màu Orgasm để má mình ửng hồng tự nhiên. Xong, kế tiếp là backing. Phương vẫn dùng của Laura Mercier. Chân mày thì hôm nay sẽ dùng Raw Wish của Anastasia nhé. Màu Phương dùng là màu Dark Brown. Hôm nay Phương vẽ bằng chì, lý do là không muốn chân mày mình sắc quá. Vì những ngày lãng mạn như thế này thì nhẹ nhàng Phương nghĩ nó sẽ phù hợp hơn. Kế tiếp là dùng kem che khuyết điểm để viền lại khung chân mày. Dùng kem lót mắt, trước khi đánh phấn mắt, Phương dùng của Urban Decay màu Eden. Phấn mắt Phương sẽ dùng một màu hồng nhạt để tán lên khắp màu mắt của mình. Tùy các bạn muốn đánh đậm hay nhạt nhé. Khi đã tan khắp bầu mắt thì đừng quên lên cho màu nhìn đều hơn. Sau đó dùng một màu có tông hồng cánh sen để nhấn ở phần đuôi mắt, sau đó tán đều lên phần hốc mắt. Kế tiếp là dùng màu nhũ ánh hồng của Aritum màu số 2 để tán lên khắp màu mắt. Nhũ này tán lên cũng tùy các bạn,
Muốn lấp lánh thì có thể cho nhiều lớp lên, còn nhẹ nhàng thì một lớp là đủ rồi. Dùng chì đen để kẻ ở mí trong của phía trên. Bây giờ thì vẽ eyeliner. Hôm nay eyeliner Phương muốn mắt mình có chút nổi bật hơn, nên là sẽ vẽ một đường eyeliner màu đỏ thẫm. Phương cũng chỉ vẽ một đường mảnh và tự nhiên mà thôi. Dùng chì màu nude để kẻ ở mí dưới của mắt. Dùng bút màu nâu để tô thêm một vài lông mi giả để nhìn mắt được to và lông mi dưới nhìn được rậm hơn nữa. Sau đó sẽ là bấm lông mi, chút mascara và mi giả. Để không làm mất được eyeliner màu đỏ thì hôm nay Phương sẽ gắn lông mi cước. Giờ thì quay trở lại với phần mặt thì mình sẽ phủ nhẹ một lớp phấn nhũ mỏng của Hourglass để gương mặt nhìn rạng rỡ hơn. Kế là bronzer. Bronzer thì nhẹ thôi, nói chung là kiểu make up này cái gì Phương cũng làm nó nhẹ nhàng hết. Sẽ là em Burberry, một tông highlight rất đẹp và tự nhiên. Phương sẽ nhấn ở phía trên má, xương chân mày, khóe mắt, sống mũi, chân trung và cằm. Valentine thì Phương sẽ kết hợp một tông màu son cực kỳ trẻ trung, dùng son YSL để tán nhẹ ở phía trong lồng môi, rồi tán dần ra viền môi cho đều màu, sau đó dậm thêm một ít lại ở trong lồng môi. Với kiểu môi này vừa nhẹ nhàng vừa dễ thương nữa. Kết thúc là sẽ set make up của Urban Decay. Goosebumps, and we just have it fun. We're on the run. Follow where the wind blows. This is for my.
Phương sẽ biến đổi phong cách này với chủ đề dành cho Tết, với một tông son rực rỡ phù hợp cho những ngày may mắn đầu năm và cũng như là những ngày tiệc tùng với tông son đỏ cuốn hút. Mình sẽ tán màu son đậm ở lòng môi và mờ dần ở viền môi như kiểu đánh màu son đầu tiên vậy. Như vậy sẽ không làm mình thấy bị dừ mà còn có nét cuốn hút nữa. Để phù hợp với chủ đề Valentine và Tết, vô cùng dễ thực hiện đúng không nào? Các bạn thích nhất phong cách nào, hãy comment phía dưới cho Phương biết nhé. Chúc các bạn có ngày Valentine thật ngọt ngào, ấm áp và có những ngày Tết thật là nhiều lì xì, bạn sẽ như ý. Happy Valentine's and Happy New Year. See ya. Mwah. If you ever think it's pointless.